Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, nhờ làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nên hiệu quả, hiệu lực hoạt động của sở và các đơn vị trực thuộc đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tiết mục Cải cách hành chính hôm nay sẽ đề cập cụ thể hơn về nội dung này. Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một trong những đơn vị cấp sở đã tập trung sắp xếp tổ chức lại các tổ chức bên trong một cách khoa học, tinh gọn, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên tổng thể bộ máy tổ chức, chỉ thay đổi cơ cấu tổ chức bên trong của các chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Qua sắp xếp đã giảm được một đầu mối chi cục trực thuộc sở và giảm 6 phòng trạm trực thuộc các chi cục. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cơ bản ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy gồm ban lãnh đạo sở, 5 phòng chuyên môn, 7 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở. Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị trực thuộc sở được tổ chức thực hiện theo quy định, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua cái sắp xếp tổ chức lần này, thì cái vai trò trách nhiệm ý thức của cán bộ công chức ngày được nâng lên, nêu cao vai trò trách nhiệm của mình cũng như tinh thần thái độ phục vụ nhân dân để thực hiện tốt hơn cái công tác và thực thi công vụ của ngành nông nghiệp. Qua triển khai và thực tiễn đã chứng minh, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng đơn vị là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh, của ngành và thể hiện tầm nhìn chiến lược, giúp sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đúng quy định, nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, việc sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính và đơn vị thuộc sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ. Điển hình tại Ban Quản lý rừng chim trước đây, sau khi sắp xếp đổi mới tên gọi thành Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển, đồng thời sắp bố trí lại vị trí việc làm cho cán bộ viên chức, đến nay đơn vị đã hoạt động ổn định. Hiện nay, đơn vị này không chỉ làm tốt công tác bảo vệ rừng chim Bạc Liêu mà còn phát huy tốt vai trò trong công tác bảo vệ rừng phòng hộ dọc theo 56 km chiều dài bờ biển của tỉnh. 56 km là gồm có 2 trạm thôi. Vì vậy thì chúng tôi sẽ bố trí các chốt ở các nơi, các địa điểm nào mà trọng tâm. Thì tiếp xúc với dân để mà tiếp xúc với dân rồi tuyên truyền vận động dân. Nói chung là coi như là về vấn đề mà dân hiện tại bây giờ ở nhận khoán thì nó rất là tốt. Thời gian tới, đơn vị sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trong lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Đồng thời tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác trong các cơ quan đơn vị. Tập trung thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số của ngành, bám sát các mục tiêu, nội dung đã đề ra. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, tăng cường xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao cho ngành nông nghiệp, cũng như phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.